các bạn đã đến với video giới thiệu 20 rapper Việt nổi tiếng nhất. Các bạn biết không, rap là một hình thức nghệ thuật trong nhạc hip hop xuất phát từ Âu Mỹ. Đặc trưng của rap là việc trình diễn thông qua đọc hoặc là hô vang lời bài hát, ca từ một cách có phần điệu. Tại Việt Nam thì rap mới chỉ xuất hiện khoảng trên 10 năm trở lại đây và đang dần dần có chỗ đứng trong lòng khán giả mà thôi. Bây giờ thì hãy cùng Blog Việt Food tìm hiểu 20 rapper Việt nổi tiếng đã từng hoặc là đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt Nam nha. 1. Là rapper Việt Karik. Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1989, quê quán ở Hà Nam. Karik đến với showbiz với vai trò một dancer, thành viên nhóm nhảy Freestyle. Tuy nhiên do bị chấn thương tay phải, không thể phục hồi hoàn toàn, nên Karik buộc phải rời khỏi Freestyle vào cuối năm 2008. Vì niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu và tài năng bẩm sinh, thì Karik quyết định theo đuổi con đường ca hát và sáng tác nhạc rap để thỏa mãn đam mê. Ban đầu thì Karik gặp phải khá nhiều khó khăn từ việc không có ai chỉ dạy, không có kinh nghiệm, phải tự mày mò sáng tác đến việc gia đình kịch liệt phản đối, vì lúc bấy giờ rap chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên nhờ vào sự kiên trì, cố gắng, đến năm 2011 thì Karik trở thành rapper đầu tiên của Việt Nam, thắng giải MTV. Anh dần thuyết phục được gia đình và chính thức bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp. Rap của Karik được đánh giá khá cao bởi đề tài rộng, chất, thể hiện được quan điểm về các vấn đề xã hội, chứ không chỉ đơn thuần xoay quanh chủ đề tình yêu lứa đôi như nhiều ca sĩ hiện nay hướng tới. Một số hit nổi bật của Karik phải kể đến như là Anh Không Đòi Quà, Ế, Người Ngoài Cuộc, Người Lạ Ơi. 2. Nữ rapper Suboy. Suboy có tên thật là Hàng Lâm Trang Anh, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1990, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Suboy được mệnh danh là nữ hoàng rapper của Việt Nam, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tên của Suboy trong danh sách này. Làm quen với hip hop và rap từ năm 14 tuổi, bắt đầu trình diễn rap từ lúc 15 tuổi. Ngay sau đó thì cô nhanh chóng trở thành một trong những rapper nổi tiếng trong giới underground hip hop. Suboy được giới chuyên môn chú ý từ năm 19 tuổi. Và chính thức hợp tác với các tên tuổi hàng đầu giới showbiz như là nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ngoài đi hát, nữ rapper Suboy còn thử sức với vai trò diễn viên cùng vai diễn hacker trong bộ phim Siêu Trộm và được rất nhiều người ủng hộ. Một số ca khúc nổi tiếng của cô nàng rapper Suboy như là Đời, Trò Chơi, Trời Cho. 3. Rapper Việt Binzy. Binzy có tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, anh sinh ngày 24 tháng 5 năm 1987, quê quán tại Gia Lai. Binzy tham gia cộng đồng Underground Việt từ năm 2008, nhưng anh chỉ thực sự được chú ý từ năm 2010 với mixtapes Emda Legend và những sản phẩm đáng chú ý kết hợp với rapper cá chép của Việt Dreamers. Rapper nổi tiếng Việt Nam Binzy được biết đến như một artist với chất giọng đặc biệt, truyền cảm, ngọt ngào và mới lạ. Hiện tại thì Binzy không hoạt động âm nhạc do anh định cư ở nước ngoài, nhưng tầm ảnh hưởng của anh trong giới underground vẫn rất lớn. Một số bài hát nổi tiếng của Binzy như là Deep Sea, Em, Sau Lưng Anh Sẽ Là, Đắng, Cơn Mưa Cuối và gần đây nhất là Big City Boy. 4. Nữ rapper Việt Kimmy. Kimmy tên thật là Quách Cẩm Lê, cô sinh năm 1991, quê quán tại Hà Nội. Nếu Suboy được mệnh danh là nữ hoàng của thể loại rap và hip hop, thì Kimmy trước đó là Kim Jojo, được ví như công chúa hip hop của showbiz Việt. Đến với rap từ khá sớm, Kim trở thành tâm điểm lạ lùng của làng nhạc Việt khi vừa mới xuất hiện. Rap của Kimmy xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống, thể hiện cá tính của người nghệ sĩ. Đối với nữ rapper này thì cuộc đời có rất nhiều thứ để viết và để hát, chứ không chỉ riêng gì tình yêu. Năm 2015 thì Kimmy có tham gia chương trình Giọng Hát Việt. Tuy không thể đi sâu vào vòng trong, nhưng cô tham gia chương trình nhằm khẳng định bản thân đã thực sự trưởng thành. Một số ca khúc nổi tiếng của Kimmy như là Áo Xanh, Bức Tranh Sao, Bạo Lực Gia Đình, Bao Giờ Em Biết. 5. Rapper Việt Big Daddy. Big Daddy tên thật là Trần Tất Vũ, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1991, hiện tại đang ở Hà Nội. Big Daddy là cựu thành viên của GVA, thành viên của Lady Killer Production. Chàng rapper nổi tiếng Việt Nam này bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2007, nhưng do không sinh sống ở Việt Nam, nhưng một năm sau đó thì anh mới bắt đầu được biết đến sau khi tham gia vào một số cộng đồng rap Việt như GVA. Tuy nhiên anh chỉ hoạt động chung với GVA trong một năm và rời khỏi vào năm 2009. Năm 2010 thì Big Daddy gia nhập vào đội ngũ Lady Killer cùng với các rapper hàng đầu Việt Nam hiện nay. Một số bài hát hay nhất của anh phải kể đến như là Tình Yêu Màu Nắng, Nóng, Tình Yêu Sẽ Trả Lời, Gato, Bỏ Quên Lần Nữa. 6. Rapper Việt Đen Vâu. Rapper Đen tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1989, quê quán tại Quảng Ninh.
Denver là một cái tên quen thuộc của giới underground với những bản rap đầy tính tự sự, thể hiện suy ngẫm tâm tư của những người bạn trẻ hiện nay, sống với đam mê và hết mình với tuổi trẻ. Mọi người biết đến với nam rapper nổi tiếng Việt Nam Denver qua các ca khúc như là Đưa Nhau Đi Trốn, Cô Gái Bàn Bên, Mơ và mới đây nhất là các ca khúc như là 2 triệu năm, Lối Nhỏ, v.v. Anh đã từng tham gia chương trình Muôn Màu Showbiz và để lại nhiều ấn tượng tô đẹp. Bên cạnh là một ca sĩ thì anh còn là một nhạc sĩ chuyên viết nhạc rap. Đen luôn thể hiện được chất ngông, rất nghệ sĩ trong từng ca khúc, bản rap mà anh viết. 7. Nữ rapper Việt Linh Lam. Linh Lam sinh ngày 9 tháng 9 năm 1987, hiện tại đang sống ở Thụy Sĩ. Linh Lam là một trong số những nữ rapper đầu tiên của Việt Nam, bắt đầu bén duyên với rap từ năm 2003, thời điểm mà rap còn bị coi là một trò mua vui đường phố tại Việt Nam. Vì vậy, ở thời điểm đó, một nữ rapper muốn khẳng định mình quả thực rất khó. Linh Lam không nản chí, cô tham gia vào nhiều diễn đàn rap Việt và để lại dấu ấn không nhỏ trong cộng đồng yêu rap lúc bấy giờ. Các sản phẩm âm nhạc của Linh Lam đều mang một dấu ấn cá nhân riêng, không thể tìm thấy ở bất kỳ rapper nào khác. Tuy nhiên, mới hoạt động được một vài năm thì Linh Lam phải sang Thụy Sĩ để hoàn thành nốt chương trình học. Nhưng tên tuổi của cô vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng rap Việt Nam. Một số ca khúc nổi tiếng của Linh Lam như là Quan Điểm, Giận, Chất Việt, Tản Mạn, v.v. 8. Rapper Việt Wowy. Wowy sinh ngày 27 tháng 9 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy. Wowy là một nghệ sĩ kỳ lạ, anh có lúc thâm trầm đầy ưu tư khi chia sẻ về những hoài bão, những dự án tương lai, cũng có lúc lại tinh nghịch như một cậu trai trẻ. Nói chuyện với anh là đối diện với hơn một thập kỷ đầy thăng trầm. Có những lúc vinh quang nhưng cũng có lúc suy sụp. Tiếp xúc với văn hóa hip hop từ sớm, Wowy có thể được coi là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam khi bắt đầu hoạt động từ năm 2006 với nhóm Sao Gans và thu âm mixtape đầu tiên của mình trong tủ quần áo. Tuy nhiên lúc này thì tên tuổi của Wowy vẫn chưa được nhiều người biết đến. 4 năm sau, Wowy bắt đầu được để ý nhiều hơn khi anh kết hợp cùng Karik cho ra những hit đỉnh đám lúc bấy giờ như là Khu Tao Sống, Do Real Thing, Hai Thế Giới. Sau khi Karik tách ra để lên mainstream thì Wowy cũng tự mình tìm lối đi riêng với rất nhiều dự án lớn nhằm đưa nhạc rap ở Việt Nam tới một tầm cao mới. Anh đã thực hiện rất nhiều những kế hoạch, ý tưởng khác người, thậm chí bị cho là điên rồ như dự án live, lưu diễn nhạc rap kết hợp nghệ thuật siêu thực hay việc cố gắng đưa những bài nhạc của mình đến với điện ảnh, đến những thị trường lớn hơn trên quốc tế. Nhưng đến cùng, suốt ngần ấy năm, dù có người đến, người đi thì anh vẫn mãi là một lão đại của làng rap Việt mà các thế hệ sau luôn dành một sự nể phục. 9. Rapper Việt Zerterty. Ca sĩ Zerterty sinh ngày 1 tháng 11 năm 1991 tại thành phố Hà Nội. Zerterty tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn. Anh được biết đến là một ca sĩ hát nhạc rap rất thành công và được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến. Zerterty là một ca sĩ đi lên từ underground với mức cảm nhạc khác người. Họ nói anh là người đầu tiên mang đến định nghĩa thực về dòng nhạc R&B khi mà trước đó chỉ là những bài hát pop ngộ nhận và đến bây giờ thì cũng chưa có nhiều người nhận thức đúng về dòng nhạc này. Nhưng bản nhạc của nam rapper Việt nổi tiếng Zerterty không chỉ gói gọn trong chủ đề tình yêu đôi lứa mà còn là góc nhìn của riêng anh về nhiều vấn đề trong cuộc sống thông qua cách thể hiện mang đậm dấu ấn âm nhạc riêng của Zerterty là rap pha R&B. 10. Rapper Rimastic. Rimastic tên thật là Vũ Đức Thiện, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1991, quê quán ở Hà Nội. Rimastic là rapper, nhạc sĩ chuyên nghiệp. Anh được công nhận là một nghệ sĩ Việt đa tài, hiếm hoi, cân hết mọi vai trò từ sáng tác, thể hiện đến hòa âm. Vì vậy, có không ít người hâm mộ định danh Rimastic là phù thủy âm nhạc. Anh từng tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thế nhưng bên trong con người của một chàng trai học kiến trúc là niềm đam mê nghệ thuật to lớn. Anh bắt đầu tự mày mò, tự sáng tác, sản xuất âm nhạc từ năm 2009. Năm 2017, rapper Việt Rimastic gây sốt với ca khúc Yêu Năm, giai điệu bắt tai, cách gieo từ đầy âm văn cùng với hòa âm phối khí cực thu hút đã khiến giới trẻ mê mẩn. Đây cũng là sản phẩm giúp đưa tên tuổi của Rimastic nổi tiếng khắp mạng xã hội. Sau bài hát gây nghiện đó, nam rapper nổi tiếng Việt Nam Rimastic tiếp tục chinh phục khán giả với các bản nhạc khác như là Nến và Hoa, Trên Lầu Cao, Ngọn Đuốc Đêm, Lang Thang. Tháng 7 năm 2020 thì Rimastic cho ra mắt MV Giàu Sang. Đây là một sản phẩm chất thuyết phục cả về âm nhạc, thông điệp lẫn hình ảnh, thấy một Rimastic ngày càng trưởng thành. 11. Nam rapper Đạt Maniac. Đạt Maniac hay còn gọi là Chú Ba, tên thật là Trần Sơn Đạt, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1992, quê quán Đồng Tháp, được đánh giá là một trong những rapper tiềm năng nhất Việt Nam hiện nay vì hiếm có người hoàn thiện cả mặt lyrical lẫn kỹ thuật như anh. Anh còn có biệt danh là Ma Tốc Độ.
khi có khả năng bắn rap 176 từ chỉ trong 20 giây. Nếu nói thế hệ đầu của rap Việt là L9, Wowy thì Đạt Maniac có thể coi là thế hệ F2 bắt đầu nổi tiếng từ giai đoạn 2008 đến 2009. Ban đầu vốn dĩ Đạt là một người thích rock, nhưng từ khi nghe chiếc đĩa CD về những bài nhạc rap xa lạ thì đã dần khơi dậy hứng thú cho chàng trai trẻ, khi ấy bắt đầu hành trình gia nhập làng rap miền Nam. Đối với nhiều người, khi lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật đã bị gia đình ngăn cấm, nhưng mẹ của Đạt Maniac lại là người truyền cảm hứng giúp anh nhận ra niềm đam mê to lớn của mình dành cho rap. Tài năng của Đạt Maniac được công nhận khi đạt quán quân chương trình Dreamfest năm 2012. Đây là tấm vé giúp anh ngày càng thăng tiến hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Một năm sau đó, khi clip với tựa đề Đọc rap nhanh nhất Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội một cách chóng mặt thì đã đưa tên tuổi của Đạt Maniac đi ngày một xa, được các bạn trẻ cực kỳ quan tâm tìm kiếm, bàn luận sôi nổi. Những năm gần đây thì Đạt Maniac dần tập trung phát triển hình ảnh bản thân, ra những sản phẩm âm nhạc đậm chất đời hơn và hướng đến mục tiêu đưa nhạc rap Việt vượt qua biên giới. 12. Rapper Việt Mr. A. Mr. A tên thật là Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1988, quê quán Hà Nội. Là thành viên của Lady Killer, cựu đội trưởng của Click Click Boom Family, cựu thành viên của Joker Crew, Mr. A xuất phát điểm đã là một rapper tài năng trong giới underground với nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám do chính bản thân anh tự sáng tác và thể hiện. Hiện tại, chàng rapper nổi tiếng Việt Nam Mr. A đang hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp dưới sự hỗ trợ của ekip ST319 Entertainment, và sự nghiệp của anh đang ngày càng mở rộng. Một số bài rap nổi tiếng của Mr. A phải kể đến như là Sunshine and Rain, Tell Me Why, Hoa Sữa, v.v. 13. Nam rapper L9. L9 tên thật là Nguyễn Quang Hưng, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1983, quê quán Hà Nội. Thành viên của nhóm Việt Dreamers, L9 là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp của Rap Club. Anh tham gia hát và sáng tác từ năm 2001. Tuy nhiên, đến năm 2004 thì con đường nghệ thuật của nam rapper nổi tiếng Việt Nam LK mới thực sự mở rộng với hai ca khúc là Rời Xa và Chiếc Lá Tình Yêu Remix, hợp tác chung với ca sĩ Đăng Khôi. Cho đến nay thì LK đã hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, anh được xếp vào hàng thế hệ rapper đầu tiên của Việt Nam và tên tuổi của anh vẫn không ngừng tiến xa hơn. Hiện tại thì LK đang là ca sĩ độc quyền của công ty CN, cùng công ty với ca sĩ Ưng Đại Vệ. Một vài bài hát nổi tiếng của LK như là Ngọn Nến Trước Gió, Xin Anh Đừng, Im Lặng, Tình Cờ, Người Lạ Nơi Cuối Con Đường. 14. Rapper Việt Mr. T. Anh chàng Mr. T có tên thật là Tằng Quốc Anh, sinh ngày 18 tháng 4 năm 1991, nguyên quán Hà Nội. Là cựu thành viên của X4 Band, năm 2007 đến 2009, thành viên của Joker Crew. Cái tên Mr. T được khá nhiều người biết đến sau thành công của hai bản hit là Bản Sắc Việt Nam và Thu Cuối. Anh có một chất giọng khá ấm và dày, khả năng sáng tác và rap cực tốt. Mr. T trở nên nổi tiếng với nhiều sản phẩm âm nhạc, hát cùng với nam ca sĩ Gian B như là Nothing In Your Eyes, bài hát cuối, My Lady, Tìm Về, Bad Boy, v.v. 15. Nam rapper B-Ray. B-Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1993, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh. Vài năm trở lại đây, nhiều người đã biết đến một ca sĩ khá nổi trong giới underground, đó chính là B-Ray. Anh là một rapper trẻ, tài năng của Việt Nam, có sự cảm nhạc tốt và sở hữu những bản nhạc cá tính khá bắt tai, in đậm sắc thái riêng khó có thể hòa lẫn vào đâu được. B-Ray là nam rapper nổi tiếng Việt Nam, sở hữu cho mình một khối lượng những ca khúc nổi bật. Có thể kể đến như là Ai, Con Trai Cưng, X Hate Me, Cách Tao Sống, thu hút hàng triệu lượt nghe và hai lọt top thịnh hành trên YouTube. Những bài hát của B-Ray in đậm dấu ấn cá nhân. Anh như một chàng trai xéo sắc và nổi loạn. Từ một gương mặt lạ trong làng rap Việt thì B-Ray cho ra nhiều ca khúc và được các đàn anh cũng như rapper khác đánh giá cao. Dần ra, sự cố gắng và làm nhạc bằng cả đam mê của B-Ray cũng được hồi đáp khi người yêu thích của nam ca sĩ ngày càng nhiều. Các bản nhạc được đông đảo người nghe hơn. Bài hát khẳng định tên tuổi của nam rapper B-Ray chính là Cách Tao Sống, rồi đến Way Back Home, đến Dám Nói, Dám Làm, với chất liệu chính từ những gai góc của cuộc sống mà anh từng đối mặt. 18. Rapper Jung Juno. Jung Juno sinh ngày 6 tháng 10 năm 1984 tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Jung Juno tên thật là Trương Ngọc Dũng. Anh là một nam ca sĩ Việt Nam rất thành công với thể loại nhạc rap được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến. Anh cũng là một trong những rapper thuộc thế hệ F1 của rap Việt, nổi tiếng với bản hit Tuyết Yêu Thương. Sau một thời gian ở ẩn, kinh doanh và kết hôn, thì mới đây anh bất ngờ tuyên bố sẽ trở lại showbiz. Hy vọng góp chút gì đó cho rap Việt nói riêng hay hip hop Việt Nam nói chung. Anh chia sẻ, tôi vẫn giữ mối quan hệ với anh em, bạn bè trong showbiz. Không chỉ thế, chúng tôi còn có sự hợp tác trong công việc.
Có lẽ do tôi không tham gia với vai trò ca sĩ nữa nên nhiều người nghĩ tôi ở ẩn. 17. Nữ rapper Pháo. Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Không phải khi đến với sân chơi King of Rap 2020 thì người ta mới thấy được cái ngông của rapper Pháo, mà cô nàng 17 tuổi này là một công dân ngông có tiếng trong cộng đồng underground Việt Nam. Cuối tháng 12 năm 2019 thì cộng đồng yêu nhạc Việt bất ngờ bàn tán rầm rộ về ca khúc 2 phút hơn được đăng tải trên kênh YouTube của Ma Siêu. Bên cạnh phần âm nhạc bao phê của nam producer này thì sự chú ý của khán giả cũng đổ dồn vào nữ ca sĩ thể hiện với cái tên ngộ nghĩnh là Pháo. Cũng từ đó những sản phẩm âm nhạc của Pháo bắt đầu được khán giả lùng sục trở lại và nhiều người phải ố á trước tài năng của cô nàng chỉ mới 17 tuổi này. Sở hữu chất giọng lanh lảnh và chút đánh đá, Pháo mang đến một phong cách thể hiện rất lạ lẫm so với những gì người ta nghĩ về các rapper nữ. Không hầm hố, không gai góc, Pháo chọn cho mình một hướng đi chân thật nhất của một cô gái 17 tuổi, đầy sự bất cần, ngông nghênh. Điều này được thể hiện rõ nhất của các sáng tác của Pháo như là Lại Ông Lại Ba, Vietnamese Girl, 18 rapper Việt Hà Lê. Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1984 tại Hà Nội, một trong những nhân vật nổi bật nhất của rap Việt. Khán giả biết tới Hà Lê nhờ khả năng nhảy hip hop cực đỉnh và đọc rap vô cùng ấn tượng. Hà Lê không chỉ là rapper Việt đáng gờm mà còn là vũ công, biên đạo múa và giám khảo trong nhiều cuộc thi tuyển chọn tài năng. Hà Lê cũng là nhân vật có sự đóng góp lớn cho cộng đồng underground. Có thể nói Hà Lê là nghệ sĩ đa tài, một trong số những người đầu tiên tiên phong cho phong trào hip hop của nước nhà. Hà Lê từng xuất hiện trong một số cuộc thi như là Việt Nam Idol, The Remix 2015, thành viên nhóm nhạc PB Nation, The Winner E-Rapper. Hà Lê đã hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tại Anh 6 năm trước khi trở về nước vào tháng 2 năm 2008. Nhưng ca khúc nổi bật của rapper Hà Lê là We Don't Talk Anymore, song ca cùng Hạnh Sino, Missy Lonely, song ca cùng Tiêu Châu Như Quỳnh, Đông Cuối, Phúc Bồ, Cây Trần. Rapper DSK. DSK tên thật là Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1987, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng phần lớn thời trai trẻ của anh lại sinh sống và học tập ở Đức. Ở đây anh gặp gỡ những du học sinh Việt Nam giống mình, tiếp xúc với hip hop và thành lập nhóm nhạc Rap Viger. DSK có thể coi là rapper underground nhất khi anh không phải là một người cầu tiến trong việc phát triển hình ảnh bản thân. Âm nhạc của anh không hề màu mè, không cần đầu tư MV, quảng bá rầm rộ, mà chỉ đơn giản là những bài nhạc tự sản xuất được đăng tải lên SoundCloud hoặc là tự quay điện thoại. Sau đó thì người hâm mộ tự truyền tay cho nhau nghe. Nhưng theo như blog Việt Food tìm hiểu thì DSK luôn nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ những rapper thành công nhất Việt Nam. Trở về Việt Nam sau nhiều năm tháng bôn ba đất khách quê người thì DSK từ chối rất nhiều lời mời gọi và sự hợp tác để lên Đà Lạt ở ẩn. Âm nhạc của DSK trong giai đoạn này đã trở nên tự do hơn, giàu tính chiêm nghiệm và trải đời. Rất nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay, cho dù có hoặc không phải là rapper, đều vô cùng yêu thích, tôn trọng và bị ảnh hưởng rất nhiều từ âm nhạc và phong cách sống tự do, phóng khoáng của DSK. Không thành tựu hay giải thưởng, không có nhiều lượt nghe và sự lan tỏa rộng rãi. Nhưng sau 10 năm hoạt động, chưa bao giờ người ta thấy DSK ngừng rap, ngừng tìm tòi và ngừng thể hiện niềm đam mê bất tận với dòng nhạc này. 20. Rapper Ricky Starr. Ricky Starr tên thật là Trần Tiến, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1994. Anh là một rapper chuyên nghiệp kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Việt Nam. Ricky Starr bắt đầu với vai trò rapper ở miền Tây, được biết đến rộng rãi sau cuộc battle rap với BJ. Năm 2016 thì anh cùng với People hợp tác cho ra mắt ca khúc Lý Cây Bông. Ca khúc mang đến một màu sắc mới trong rap Việt trong một show diễn cùng với B-Ray khi cả hai đã làm hoa. Đến năm 2017 thì Ricky Starr tham gia chương trình Người Bí Ẩn và còn là khách mời của ca sĩ Bảo Thi trong chương trình The Remix mùa 3. Năm 2018 thì Ricky Starr thành lập công ty mang tên là YGen Studio, bắt đầu vai trò là nhà sản xuất âm nhạc. Track tiêu biểu của Ricky Starr là Tài Lanh, Lý Cây Bông, Sống Song Song. Trên đây là 20 rapper nổi tiếng của Việt Nam. Bạn đang nghe nhạc và yêu thích rapper Việt nào nhất? Nếu biết thêm rapper nổi tiếng nào của Việt Nam thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận của video này nha. Đến đây thì tổng hợp 20 rapper nổi tiếng nhất Việt Nam của blog Việt Food cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.